Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì đến hẹn lại lên. Hôm nay mình lại lên làm cái video hướng dẫn cho anh em làm mở cái khóa mật mã hàng ngày cũng như là lấy được cái chìa khóa tại cái trò chơi nhỏ này nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái ô mật mã hàng ngày nhá. Mật mã hàng ngày này. Ok, thì cái từ khóa mật mã của ngày hôm nay nó là ngày 21 tháng 7, nó là từ râu quê. Đấy, cái từ râu quê ngày hôm nay nó bao gồm tất cả là 6 ký tự. Ký tự đầu tiên đó là chữ R, ký tự thứ hai đó là chữ E, ký tự thứ ba đó là chữ W, ký tự thứ tư đó là chữ A, ký tự thứ năm đó là chữ R và ký tự thứ sáu đó là chữ RD. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành mở khóa từng ký tự một nhá. Thì ký tự đầu tiên chữ R, anh em cho mình làm một chấm, một giữ và một chấm nhá. Một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ok, ký tự đầu tiên đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ hai chữ E, anh em cho mình làm một chấm nhá, một chấm này. Ok, ký tự thứ hai chữ E được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ ba chữ W, anh em cho mình làm một chấm và hai giữ nhá, một chấm này, một giữ này, hai giữ này. Ok, ký tự thứ ba chữ W đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ tư chữ A, anh em cho mình làm một chấm và một giữ nhá, một chấm này, một giữ này. Ok, ký tự thứ tư chữ A đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự thứ năm chữ R, thì anh em cho mình làm một chấm, một giữ và một chấm nhá, một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ok, ký tự thứ năm chữ R đã được mở ra. Tiếp theo đó là ký tự cuối cùng, ký tự thứ sáu chữ RD, anh em cho mình là một giữ và hai chấm nhé, một giữ này, một chấm này, hai chấm này. Mật mã hàng ngày, mã bị bẻ khóa, bạn là một thám tử thực sự. Đấy, chúng ta sẽ bấm nhận giải thưởng nhé. Ok, thì khi chúng ta mở được cái mật mã hàng ngày thì đằng sau cái 1 triệu này nó đã có tích xanh, và ở trên cái ô và ở trên cái ô nhiệm vụ mật mã hàng ngày này nó cũng đã có tích xanh. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy tiếp cái chìa khóa tại cái trò chơi nhỏ nhé. Chúng ta bấm vào trò chơi nhỏ này, bấm vào trò chơi nhỏ này. Đấy, ở đây người ta yêu cầu chúng ta phải di chuyển những cái ngọn nến thị trường làm sao để dọn đường cho cái chìa khóa đi từ bên trái sang bên phải là chúng ta có thể nhận được cái chìa khóa nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào chơi thôi nhé. Thì các bạn chú ý những cái bước di chuyển của mình nhé, để làm theo sao cho nó đúng nhé. Chúng ta bấm chơi nha, bấm chơi này. Đây này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, các bạn ra này, ra này, ra này, xuống này, sang này, xuống này, lên này, sang này, ok này. Đấy, như vậy là đã thành công rồi nha các bạn nhá. Đấy, đây thì ở đây là mình đã nhận được hai cái chìa khóa này, cái lốc này. Đấy, ok, thì vừa xong mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn là nhận cái chìa khóa ở cái trò chơi nhỏ, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video ở đây nhá. Nếu thấy cái video này của mình nó hay và nó giúp ích được cho các bạn thì các bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và mình cũng để cái đường link giới thiệu ở dưới phần mô tả của video này. Đấy, các bạn muốn tham gia Hunter Combat cùng với mình thì bấm ngay vào cái đường link ở dưới phần mô tả của video này nhé. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau nha.